À, em chào anh chị nha. Chiều nay cũng rảnh xíu thời gian làm clip cho mấy anh chị coi. Thì sẵn thông báo cho mấy anh chị luôn, cái này là cái mẫu lục giác bầu 55, nay nó có thêm là mẫu phúc lục thọ. Nó có thêm ba mảnh phúc lục thọ. Phúc lục thọ phối với tùng, lúc trước là nó hoa văn cây tùng hết. Cái này là mẫu 55 bầu nha mấy anh chị. Lúc trước là nó chỉ có hoa văn cây tùng thôi, sau này mới ra thêm là phúc lục thọ, ba mảnh phúc lục thọ. Mình ghép vô thì sẵn thì sơn với anh chị coi chơi thôi, coi nó ghép phúc lục thọ vô đẹp không. Nó cũng như 65 á, nay nó có thêm phúc lục thọ. 55, 65 thì có phúc lục thọ phối với tùng, còn 65 thì nó có phối sen nữa. Nó cái mẫu này là mẫu 55, còn cái 35, 45, 75 thì chưa có. Nó có mẫu nào mới thì em báo cho anh chị. Thì sơn thì mấy anh chị cứ để khô vệ sinh sạch sẽ ha. Thì chắc cũng sơn đại đại đó, chủ yếu là giới thiệu cho anh chị cái mẫu mẫu 55 bầu này nay ra phúc lục thọ thôi. Thì đúng lý khô thì mấy anh chị để lót kháng kiềm đồ vô rồi mình mới sơn nền nha. Nhưng bữa nay làm clip giới thiệu cái mẫu thì sơn nền luôn. Thì xài màu đất sét đi, lâu rồi cũng không xài nữa, cho mấy anh chị biết màu luôn. Anh chị nào mới chưa biết màu biết luôn. Màu đất sét không, xíu nữa mình tạo hạt trắng đen lên luôn. Mình giả đá lên coi màu đất sét này, giả đá lên nó có đẹp không. Đó, màu này là màu đất sét nha, lắc chưa đều. Lắc chưa đều là nó vậy nè mấy anh chị, nó có lớp nhựa lên trên mặt nè. Nó có lớp nhựa này mấy anh chị sơn nó khó bám lắm. Sơn nó không có lên màu, mấy anh chị phải lắc kỹ lên. Đậy kính là mình lắc kỹ lên, sẵn em hướng dẫn với anh chị sử dụng luôn. Nó úp ngược xuống lắc kỹ lên 2 phút. Sơn càng nhựa nhiều càng tốt. Nên là khi mà mình để lâu nó sẽ lắng, nó tách ra. Mình phải lắc kỹ lên trước khi sơn. Xài màu đất sét ha, mình cứ sơn bình thường lên. Sơn nền bằng đất sét thay vì màu xám đậm, xám đen nữa đó mình hay sử dụng á. Thì nay mình sẽ xài màu đất sét. Màu đất sét xong cái mình sẽ tạo hạt trắng đen lên. Đó, màu đất sét là màu này nè anh chị. Đó. Màu đất sét này một 100 mấy ký á, em cũng nhớ giá lắm. Rồi lấy sơn nha mấy anh chị, lấy sơn vô sơn ha. Thì mấy anh chị nên lót kháng kiềm vô để cho nó bền màu nha mấy anh chị. Mà nó bám dính tốt hơn nha. Không lót kháng kiềm mấy anh chị hao cái sơn phủ này lắm. Em sơn mỏi mấy anh chị thì em sơn thẳng luôn cho lẹ. Thổi bụi chưa? Thổi bụi sạch sẽ ra, mình phải chà bỏ xi bụi xong mình thổi bụi sạch sẽ ra nha mấy anh chị. Phải vệ sinh kỹ mình sơn nó mới bám dính tốt và nó bền. Màu đất sét này thì 139.000 ký nha mấy anh chị. Đó, mình cứ sơn lấy nền bình thường rồi mình tạo hạt trắng hạt đen thôi nha. Mình coi coi nó lạ không, trước giờ cũng chưa có tạo. Quất luôn đi xíu sơn nền khác. Không chừa đó ra. Nếu mà anh chị muốn phối màu ở trong thì mấy anh chị chừa cái nền trong ra nha. Chừa đây tí xíu nữa mất công, hao sơn cũng được gì đâu. Xíu nữa mình sơn màu màu khác vô đó, màu xanh nhục bích đi. Ờ, mình sơn màu xanh nhục bích vô đi cho nó đẹp. Rồi là màu gọi là màu đất sét nha mấy anh chị. Sơn ok nha mấy anh chị, sơn ok ngoại thất cao cấp, hệ bóng. Chậu đi này là chậu 55 bầu, hoa văn phúc lục thọ phối tùng. Đó, chậu này luôn chân là 1,5 triệu bao ship tặng Long Sơn. Khuôn của nó đó, khuôn nhựa ABS Việt Nam, dày dặn. Đó, anh chị nào cần mua khuôn mua sơn thì em báo giá hết trong clip luôn rồi. Này đổ có trộn sợi thủy tinh nè mấy anh chị. Đổ tháo sớm thoải mái. Để nắng á, đâu có thèm dưỡng gì đâu. Tốt thì mình dưỡng 7 ngày. Để nắng thoải mái luôn á. Đâu có nứt đâu. Không có nứt gốc, nứt cạnh vậy. Mà đổ già si nữa nha. Rồi xíu cái màu này nó khô đi cái mình tạo hạt trắng hạt đen lên. Rồi em quay tiếp công đoạn đó cho mấy anh chị coi. Cái nền nó khô mình sẽ tạo hạt trắng hạt đen như giả đá granite bình thường nha mấy anh. Coi mình phối hạt trắng hạt đen lên coi nó làm sao đó mà. Trước giờ em cũng chưa sơn vậy nữa. Màu này trước em sơn một màu mà. Màu này nó giống như màu sô-cô-la lợt vậy đó. Nó lợt hơn màu sô-cô-la xíu. Đã lấy màu này thay sô-cô-la cũng được nè mấy anh. Màu nó cũng nâu nâu, tối tối, xám xám. Rồi màu đất sét mà. Ta hạt đen hạt trắng lên. Cái này màu này nó hơi tối quá mấy anh có thấy nè. Đó vẫn thấy hạt đó. Tại sao mình phải tạo hạt mấy anh? Tại vì chậu rổ quá, chậu rổ quá, xấu quá. Mình tạo hạt lên để mình che khuyết điểm cho nó giống đá granite á, cho nó đẹp. Chứ còn cái chậu mình mà láng thì mình sơn màu nó cũng đẹp nữa, nên mình khỏi tốn công. Còn chậu mình xấu quá mình mới phải tạo hạt lên. Nhưng mà tạo hạt nó cũng ra hiệu ứng nó đẹp.
ra hiệu ứng đá hoa cương nó đẹp đó, tạo hạt đen xong xíu tạo hạt trắng, em quay cho mình coi tiếp. Rồi giờ mình tạo hạt trắng lên thôi em, giống như mấy kia thôi, đặt lỏng như đặt mỏng gì tùy mấy anh nha, đặt thì nó cũng đẹp mà mỏng thì nó cũng đẹp, tùy tùy sở thích. Còn sơn nó bóng quá, quay video nó chói 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 khó thấy màu rõ à. Xíu nó phối nền trong rồi lên nhũ rồi nữa hoàn thiện á nó mới đẹp hẳn nha. Xíu mở hơi to ra xong để súng xa ra tầm khoảng mét để bắn phớp 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 bộp cái hạt mịn thịt mịn vô á, nó sẽ lắp vô nó sẽ thật hơn nữa, xen kẽ nhau đúng không? Ừ, biết chưa đó chưa? Vừa thôi hơi to quá sẽ nhỏ phớt thôi, để xa ra nữa bắn nhấp 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 phớt phớt rồi. Ừ rồi, đặc quá. Thôi được rồi, được rồi, thấy đẹp rồi tí rồi. Giống như kiểu hạt lớn hạt nhỏ đều á, đẹp. Rồi giờ mình chuẩn bị sơn nền á, nó khô mình chuẩn bị sơn nền trong. Thì tính sơn màu xanh ngọc bích, nhưng mà sực nhớ có một lon mẫu màu đỏ tươi, lon mẫu màu đỏ tươi của ngũ cây để làm giống thằng dolphin á. Màu này là màu tươi nhất, màu này màu đỏ tươi nhất luôn của OK. Nó bữa đưa mẫu cho em mà em lâu quá em lười em không có thử mẫu, bữa nay thử màu này để làm giùm anh. Thì nếu mà làm thêm màu này thì OK nó tới 4 màu đỏ, nó có màu đỏ 107 nè, đỏ 107 cũng là đỏ tươi đó, nhưng mà nó không tươi bằng màu này đâu, màu này còn tươi hơn nữa. Màu này là màu đỏ anh hồng, có thể đặt nó là màu đỏ tươi hoặc đỏ anh hồng. Giờ nó có đỏ 107 nè, đỏ chu nè, rồi đỏ đỏ gạch nè, đỏ ngói á. Bây giờ nếu mà màu này lên đẹp nữa, anh nào thích tông màu tươi chắc phải làm thêm tông này nè. Nó đỏ anh hồng giống đỏ đỏ của thằng dolphin đó. Đó, nó đỏ chói luôn á, như đỏ cờ đó. Mấy anh nào thích màu đỏ này thì sẽ làm. Em sẽ tự luôn, em test luôn. Em test lên này luôn. Ở cái màu này sơn giấy đá lên nhìn cũng ok ha, cũng đẹp á ha. Là lạ mắt. Rồi sơn vô nền nó luôn nha. Chắc làm luôn màu đỏ này đi mấy anh, cho nó nhiều màu đỏ mấy anh lựa chọn. Đỏ này nó siêu tươi luôn. Như đỏ tươi dolphin á. Chắc đặt tên nó là đỏ tươi. Còn mấy đỏ kia nó có mã số rồi, đỏ 107 nè, đỏ chu nè. Đỏ đỏ 107, đỏ chu 101 và đỏ 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 ngói, nó có ba màu đỏ. Đỏ này là đỏ hồng, nó khác nữa. Rồi, ok để anh em nó sơn nền vô. Còn súng mà. Còn súng thì hơi khó nha mấy anh. Chậu vuông dễ, chậu này hơi khó. Rồi nó thay đổi công nghệ sơn rồi mấy anh. Nãy sơn chỗ kia nó phun nó bị phớt đỏ dưới, mất công xíu nữa nó lệch màu của cái chân đôn á. Nên là em kêu nghe nó chịu khó quét cho mấy anh coi. Còn này là màu đỏ tươi của OK mấy anh, đỏ siêu tươi luôn á. Ngoài nó còn tươi hơn trong clip nữa đó. Kêu nghe nó quét đi, chịu khó quét quét một xíu cũng đẹp rồi. Cho nó đúng cái màu nền dưới cho mấy anh coi nè, chứ không xíu nữa nó bị ánh hồng, bị ánh hồng cái chân nhìn kỳ lắm. Quét thì cũng nhanh mà, sô cây nó độ phủ cao quét cũng nhanh lắm. Cái nền trong mình cũng không sơn nên là quét nó cũng dễ. Nó lại đổi công nghệ nữa rồi mấy anh, quét được xíu chán nó lại đổi công nghệ mới nữa rồi. Chuyển qua nó phun tiếp rồi. Rồi, nó khô nền mình tô nhũ với mấy anh. Giờ mình tô nhũ lên mấy anh. Màu này quay clip mấy anh thấy gà đá trắng đen lên nhìn nó giống màu xám không? Nhưng mà không phải màu xám đâu, ngoài nó khác. Ngoài như nó màu nó hơi ánh nâu 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 á. Nó kiểu màu đất đất mà ánh hơi nâu nâu mà. Ở ngoài nhìn nó khác nha mấy anh. Ở clip mấy anh nhìn nó giống màu xám không?
lúc đầu á cái màu nó giống như khúc đầu video mấy anh, khi mà vẽ hạt đen hạt trắng rồi mấy anh khó khó thấy lắm. Tô nhũ mình phối lên. Màu này nó bóng ghê mấy anh chị, màu đỏ này nó bóng ghê. Màu đỏ dễ tô nhũ lắm mấy anh chị. Đỏ với màu nhũ nó hợp nhau á, dễ tô lắm. Tô có nước hầu như cũng lấp hết luôn rồi. Xíu nữa mình dầm dầm lại. Đây chữ phúc nha mấy anh. Chữ phúc lục giác bầu 55 có chữ phúc lộc thọ. Mấy chữ này mấy anh chấm mút đẹp hơn mấy anh. Mút thì khi mua sơn có tặng ở trong đó nha mấy anh. Trong đó có tặng một cây cọ lớn nè để quét sơn nè, một cây cọ nhỏ để tô nhũ nè, một miếng mút để mình đánh vỡ cổ hoặc mình chấm nhũ nè. Đó, lúc nào cũng bỏ trong sơn á, trang bị đầy đủ cho mấy anh. Mấy anh mua cục lớn mới đóng vô nha, chứ nhiều khi mấy anh mua 1-2 kg không có bỏ vô được đâu. Bỏ vô gói nó chọt cọ ra nó lủng lủng túi nên không có bỏ. Mấy anh nào mua cứ từ 5 kg cho lên là có đó, cứ thường xuyên luôn, em cho thường xuyên luôn mà, cứ mấy anh cứ để dành là mình xài thôi, có nhiều cơ sở xài cũng hết luôn, dục luôn á. Chấm vô thì sơn thì anh cứ mua 5 kg cho lên được miễn ship, mua dưới 5 kg mấy anh tự trả ship, mà ship nó cũng rẻ lắm. Em ký hợp đồng với bên vận chuyển nên giờ năm nay ship nó cũng rẻ lắm, nó không mắc đâu. 2 kg đầu là 26.000, ký thứ 3 36, ký thứ 4 là 46. Đó, mấy anh cứ mua 4 kg là có tầm 46 50.000 tiền cước. Chấm cái lắp luôn rồi, nhanh thôi. Còn mua 5 kg trở lên thì được miễn ship nha mấy anh. Giá sơn thì cũng tùy theo màu. Sơn ok này thì chất lượng rồi, em bán 2 năm nay rồi. Nói chung sơn ok là nó ra sơn chậu kiển hệ nước ok là nó ra đầu tiên trên thị trường á, và sơn chậu á, sơn chậu hệ nước á ra đầu tiên luôn á. Chất lượng thì khách hàng cũng kiểm chứng rồi, xài rồi ok. Chung xài cũng bán 2 năm rồi. Đó là sơn ngoại thất cao cấp, nó nghe thằng Dulux mấy. Nó vừa có bóng nữa, vừa có độ bóng mà nó lâu phai màu nữa. Độ phủ nó cao nữa mà anh xài nó cũng ít hao lắm. Cái màu đỏ này bóng dữ trời. Sơn á, thì mấy anh đừng có quan niệm giá nhiều. Mấy anh phải coi cái độ phủ, độ phai màu, độ bám dính của nó ha. Với lại trong sơn á, mấy anh xài sơn giá rẻ chưa chắc gì nó tốt lắm đâu. Nhiều khi á, nó phải có chì trong đó đó mấy anh. Có chì trong đó đó. Nó độc hại đó mấy anh chứ không phải đùa đâu. Xài ba cái màu của Trung Quốc á, xài ba vẫn sơn được, vẫn phai giá rẻ được, nhưng mà xài ba cái màu của Trung Quốc làng hoàng nó có chì á mấy anh, nó độc hại. Mấy anh hít vô á, mấy anh nghe mùi nó hắc hắc là mấy anh biết liền à. Còn sơn nào mấy anh cảm thấy cái mùi nó nhẹ, hầu như nó không có mùi á, mùi nó nhẹ nhẹ thôi thì sơn nó ít độc. Còn sơn nào mà khui ra mà sơn mà nghe mùi nó hắc khó chịu á, rát mũi rồi á, sơn nó khả năng có chứa độc tố nha mấy anh. Sơn nước nó cũng chứa độc tố ác lắm á nếu mà xài nguyên liệu kém á. Còn cái nguyên liệu của sơn ok là nguyên liệu nhập khẩu châu Âu, làm theo công thức chuẩn châu Âu, công thức xanh, có nghĩa là không độc tố, không có chứa độc tố, xài nguyên liệu nhập châu Âu rồi mấy anh. Giá thành nó cũng khá cao hơn so với mấy cái loại sơn giá rẻ, nhưng mà chất lượng nó tốt, nó ngay thằng Dulux mà. Rồi ok, để nghe nó tôi nhũ với anh ha. Tôi nhũ xong xíu khô hết đi phụ keo rồi em quay cho anh coi hoàn thiện. Xong chưa? Xong. Xoay vòng tiếp. Rồi giờ để nó khô nhũ cái mình phụ keo uống nước mấy anh. Lục giác bầu 55 phút lục thọ phối tùng nha mấy anh, cũng đẹp á. Mẫu này khá đẹp. Rồi chậu khô em nó phủ bóng luôn rồi mấy anh, phủ keo bóng luôn rồi. Xài cây bóng super clear cho nó bóng, tại ok nó bóng sẵn mấy anh, xài cây bóng thường nó không bóng nổi đâu. Rồi đây là cái màu đỏ tươi của nó nha mấy anh, nó tươi rối. Giờ xoay vòng cho mấy anh coi thôi.
Rồi đây là cái mẫu chậu là lục giác 55 bầu, nay nó có hoa văn phúc lục thọ phối với cây tùng rồi nha mấy anh. Anh nào thích mẫu phúc lục thọ phối tùng thì mình có thể mua 55 hoặc 65, nó có hai mẫu. Này là bầu nó không có chân giả em anh. Chỉ có thằng 65 mới có chân giả dưới thôi, còn 35, 45, 55, 35, 45, 55, 75, 85 là đều không có chân giả, riêng 65 có chân giả này. Nó để liền lên đế đó. Đẹp mấy anh ha. Rồi màu thì em sơn bằng màu đất sét, màu đất sét phối hạt trắng đen lên. Đó, nhìn ở ngoài nó hơi nâu 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 nâu. Còn mấy anh nhìn trong đây thì nó hơi ấy, hơi bị giống như màu xám rồi. Cái nhìn ngoài nó hơi nâu nâu, nhìn lạ lắm, lạ mắt đẹp lắm. Nhìn ngoài cũng ok lắm nha, cũng đẹp nha. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em ha. Anh chị nào cần mua sơn hay khuôn thì vui lòng liên hệ hai số điện thoại trên màn hình giúp em.